Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liên tiếp bắt giữ người tham gia tổ chức của ông Đào Minh Quân. Ngày 31 tháng 8, VOA tiếng Việt loan tin, Việt Nam bắt giam người đàn ông định rải truyền đơn dịp ngày 2 tháng 9. Theo VOA, chính quyền Việt Nam vừa bắt giam ông Phạm Hoàng cho rằng người đàn ông này có hành vi chuẩn bị tiến hành rải truyền đơn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp quốc khánh ngày 2 tháng 9 sắp tới, ngoài ra chính quyền còn cáo buộc Ông tham gia tổ chức phản động mang tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời có trụ sở tại Hoa Kỳ. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA cho biết, công an tỉnh Nam Định ngày 29 tháng 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành bắt giữ ông Phạm Hoàng, 66 tuổi, là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, vốn bị nhà chức trách Việt Nam coi là một tổ chức khủng bố. Hai báo Nam Định và Công an Nhân dân đưa tin ngày 30 tháng 8. Những trang báo nhà nước này không nêu rõ tội danh mà ông bị bắt. VOA dẫn tường thuật của trang Công an Nhân dân của Bộ Công an. Theo đó, Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tiền liên quan hành vi phạm tội của đối tượng. Tuy nhiên, trang này cũng như các trang báo khác của nhà nước, không nói rõ các tài liệu bị thu giữ là gì và truyền đơn có nội dung ra sao. Vẫn theo VOA, Báo chí trong nước dẫn lời cơ quan chức năng cho hay, từ năm 2019, ông Hoàng đã tìm hiểu về Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đạo Minh Quân điều hành ở bang California, Hoa Kỳ. Tổ chức này đã bị Bộ Công an Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố vào tháng 1 năm 2018. Và đây là hình ông Phạm Hoàng. Các bản tin nói rằng, sau đó ông Hoàng đã tham gia vào tổ chức này và ông bị cáo buộc đã sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cổ suý chủ trương, đường lối của tổ chức và bác bỏ chế độ Cộng sản. Thời gian gần đây, ông Hoàng đã nhận tiền của các đối tượng phản động lưu vong để in truyền đơn, ý định mang đến các địa phương đông người tại thành phố Hồ Chí Minh để rải vào việc lễ quốc khánh ngày 2 tháng 9, vẫn theo trang Công an Nhân dân. VOA đã liên lạc với tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và đề nghị họ đưa ra bình luận về các cáo buộc nêu trên của chính quyền Việt Nam liên quan đến ông Hoàng nhưng chưa được trả lời. VOA cho hay, ông Hoàng là trường hợp mới nhất bị chính quyền Việt Nam bắt giam liên quan đến tổ chức của ông Đào Minh Quân. Trước đây đã có một loạt người bị bắt giam và phải nhận án tù nhiều năm cho tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 109 Bộ luật hình sự liên quan tổ chức này. Tình mới nhất do báo Dân Việt đưa ngày 31 tháng 8, một người khác là ông Vương Văn Hồng Nam, sinh năm 1963, trú tại Trà Vinh, bị bắt vào ngày 30 tháng 8, cũng liên quan tổ chức của ông Đào Minh Quân. Và đây là hình ông Vương Văn Hồng Nam. Dân Việt dẫn kết quả điều tra ban đầu từ năm 2015 qua mạng xã hội. Ông Vương Văn Hồng Nam, tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, sau thời gian tìm hiểu về cương lĩnh, điều lệ, đường lối hoạt động của tổ chức này, ông Nam đã viết và nộp hồ sơ xin tham gia và được chấp nhận, được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động. Dân vị cho biết, quá trình bắt, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan hành vi phạm tội của đối tượng và cũng không nói rõ những tài liệu thiết bị này là gì. Trước đó, vào cuối tháng 7 năm 2024, VOA đã đưa tin Công an tỉnh Long An đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Văn Trung, 49 tuổi, cũng với tội danh và liên quan đến tổ chức trên. VOA cho biết thêm, tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân ở Hoa Kỳ thành lập từ năm 1990. Chính phủ Hoa Kỳ không xem tổ chức này là khủng bố, nhưng chính quyền Việt Nam xếp tổ chức này vào hạng khủng bố và ra lệnh truy nã một số thành viên của tổ chức này, bao gồm ông Quân. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình liên tiếp bắt giữ người tham gia tổ chức của ông Đạo Minh Quân. Vấn nạn trộm cắp và tội phạm của người Việt gây nhức nhói trên đất Nhật. Ngày 30 tháng 8, VOA Tiếng Việt cho hay nạn trộm cắp, tội phạm của thực tập sinh Việt Nam gây nhiều lo ngại ở Nhật Bản. VOA trích dẫn một phóng sự ngày 28 tháng 8 của một hãng tin quốc tế cho biết ngày càng có nhiều thực tập sinh người Việt bị bắt giữ ở Nhật Bản vì trộm cắp và nhiều tội khác, dấy lên những lo ngại ở đất nước này, cũng như cho thấy dấu hiệu về những vấn đề sâu xa hơn bên dưới bề mặt. Và đây là hình bài trên VOA. Trước đó, VOA cùng nhiều báo, đài khác cũng đã đưa tin về hàng loạt các vụ trộm cắp, phạm tội do người Việt gây ra ở Nhật. VOA cho biết hiện có khoảng 570.000 người Việt sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, trong đó 35% là thực tập sinh. Việt Nam đang đứng đầu nhóm 15 nước có thực tập sinh, người lao động tới quốc gia này. Họ góp phần duy trì các ngành quan trọng như xây dựng, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Theo VOA, kèm theo sự hiện diện của người lao động Việt Nam là nhiều vụ phạm tội gây khó chịu cho người dân Nhật Bản. Có ít nhất 10 người Việt bị nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ về tội trộm cắp hoặc ăn cướp trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024, VOA cũng cho biết gần nhất NSK và một số đại của Nhật đưa tin về một nhóm người nói tiếng Việt đánh cắp 11 xe ô tô vào rạng sáng ngày 19 tháng 8 ở một đại lý của hãng Honda tại thành phố Otawara, tỉnh Tochigi. Sau đó không lâu, một phóng sự của tờ Asahi Shinbun ngày 28 tháng 8 đề cập đến trường hợp một người đàn ông Việt Nam 32 tuổi bị đem ra xét xử ở tỉnh Fukuoka vì bị cáo buộc đã nhiều lần ăn trộm trong các căn nhà bán chủ hồi năm ngoái. Ông này đã nhận tội với cảnh sát. VOA dẫn lại lời các điều tra viên từ hãng tin quốc tế cho biết, ông này đến Nhật năm 2015 làm thực tập sinh nhưng bị người chủ chê trách về thái độ làm việc, sợ bị trả về nước, ông bỏ trốn và sau khi được một người quen khuyến khích, ông bắt đầu ăn trộm. Ông này nợ số tiền hơn 171 triệu đồng sau khi trả các loại phí cho công ty môi giới để được đi Nhật và đã không thể trả số nợ đó. Ông khai rằng khi trộm cắp được, ông gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam. Theo hãng tin quốc tế, số người Việt Nam bị cảnh sát Nhật bắt giam vì bị tình nghi dính dáng đến các vụ tội phạm đã tăng lên trong những năm gần đây. Và đây là hình thực tập sinh Việt Nam đi Nhật làm việc. Vẫn theo VOA, khoảng 80% thực tập sinh Việt Nam gặp khó khăn do nợ những khoản tiền lớn vì phải trả phí môi giới. Trong khi đó, về nguyên tắc, họ không được thay đổi chỗ làm trong 3 năm đầu tiên. Gặp vấn đề trong việc bắt nhịp với nơi làm việc, xong lại không thể chuyển chỗ làm trong khi vẫn phải chịu gánh nặng nợ nần là những yếu tố đẩy nhiều thực tập sinh người Việt vào con đường phạm tội. VOA dẫn cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật theo đó, hơn 1.600 người Việt đã bị bắt trong năm ngoái, tăng thêm 27 người so với năm kia. Tỷ lệ người Việt bị bắt giữ chiếm 28% trong toàn bộ những người nước ngoài bị bắt ở Nhật và còn là con số cao nhất trong 4 năm liên tiếp. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo tìm hiểu của VOA, hồi giữa tháng 12 năm 2023, khi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dự diễn đàn hợp tác lao động Việt Nhật tại Tokyo, Ông đề nghị các cơ quan chức năng của Nhật Bản và Việt Nam, bao gồm cả đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo, phối hợp tốt với nhau để tạo điều kiện sống và làm việc tốt nhất cho người lao động Việt Nam. VOA dẫn lời Thủ tướng Chính cho rằng cần phải tạo môi trường thuận lợi, an toàn, thân thiện, hòa hợp văn hóa để người lao động Việt Nam có thể yên tâm học tập, làm việc, tuân thủ pháp luật sở tại, có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống, được sống trong một môi trường hiện đại, với bản sắc văn hóa Nhật Bản, giảm thiểu các trường hợp vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, làm thế nào để tạo ra môi trường như vậy thì không thấy Thủ tướng đề cập đến. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vấn nạn trộm cắp và tội phạm của người Việt gây nhức nhói trên đất Nhật. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới